Bạn nhỏ Tháng này thứ thì 7 là cái là tháng trong tư múi là đấy có ạ. điển không bác này? Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới có chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống cái nhà của hai ông cháu của bác ạ. Và cái khoảng thời gian vừa rồi đó các bác, thì các bác cũng đã theo dõi được rằng là mấy anh em thợ cũng đã lấy gạch vật liệu và đi xuống để mà tập kết vật liệu gọi là phần gạch thì đã hết rồi. Còn bây giờ thì như sắt xi thì cháu Lực chưa lấy vội, cho anh em thợ là vận chuyển hết gạch thì cháu Lực sẽ lấy sau. Và như hôm nọ thì mấy anh em thợ cũng có nói với cháu Lực là hoãn lại 1 đến 2 hôm để mà mấy anh em thợ là hoàn thiện cái công việc là cấy với lại gặt là ở nhà mấy anh em thợ là 2 3 hôm đã, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm của bác ạ. Phải nói là bà con trên vùng cao thì sống hoàn toàn là bằng cái mùa lúa thôi các bác ạ. Sống hoàn toàn là bằng gọi là ruộng nương cả thôi, cho nên là một năm thì có nhà thì làm 2 vụ, có nhà thì làm một vụ. Một năm thì trồng trọt mất tầm độ là 4 đến 6 tháng thì mới được một hạt thóc. Cho nên là cháu Lực cũng cùng với mấy anh em thợ là tặng bác lại mấy hôm để mà cho anh em thợ là đi vào và làm hết công việc của nhà anh em thợ đó. Hôm nay thì cháu Lực xuống thì mấy anh em thợ cũng đã điện cháu Lực rồi, nói rằng là đang chuẩn bị lắp máy tời để mà tời gạch xuống rồi. Chưa lắp xong máy tời anh Phong? Hả? Xong rồi á? Thế là một tí tời đi được rồi à? Điện yếu không chú? À, tôi một cái đến kia rồi à? Cái xuống dưới nhưng mà cái tiền không được. Cái đà chứ cô này. Cái dài mà. Cắt phục cái nớ chỉ mớ. Ở đây bẫy ở cái hàng hoa nha. Cái sàn nó là cắm vào đây. Ấy ấy ấy. Tời từ trên này xuống thì phải nói là một đoạn mà khá là xa đâu bác. Bây giờ hiện tại là mấy anh em thợ đang lắp cái máy tời của bác ạ, đang chỉnh sửa thôi, vẫn chưa đi vào hoạt động đâu. Thế dây con lo cái trùng quá hay sao chú Toán? Không phải, nó to quá. Điện yếu á? Nó điện yếu này thì sao kéo được không? Sao nó lại kéo chẳng qua là cái dây nó ngắn. Ừ. Nếu mà không ngắn thì nó không, nó vẫn sử dụng được. Ừ. Thái máy quản hàng máy mà thường không hiểu mà sao nó chuyển đây à? Thái cơ mà, thái máy mà ngáo cơ nữa à? Ừ. Ô mà nó chín mặt to mày ấy. Tôi được bao nào đi xuống cái kia chưa anh Phong?
Chưa, vẫn đang thử nghiệm thôi à? Anh vừa đi đâu lấy cây về đấy anh? Hết tần hết xuống ở dưới rồi. Chín chưa? Tôi cầm, đang thử nghiệm thì có thể là hơi lâu một chút các bác. Ui, thế này đóng được một cái xe beng này đi xuống đấy. Nhớ đi. Tắt máy đi. Cái anh ấy đi tắt mà tắt ảnh nữa em một từ mày à. Cái anh ấy bị tấn thay à. Thay tay tấn khuẩn ọc lên hết ngàn thằng tiên tấn em vào mày cắm mà xúc chưa đây. Tên là mày cắm á? Ừ. Nó thiếu mà nè. Nó thiếu chứ buộc cái tay ổn. Nó tàu ổn. Thế nếu mà vừa rồi là cắp này không ngắn quá thì tời rồi đấy nhở? Không ngắn thì nó thả đi xong rồi bỏ cái bao kia thì cái này nó cũng kéo lên thoải mái. Kia còn kia vừa rồi mấy em thợ đang tời xuống một bao rồi các bác. Đấy, tuy nhiên thì cái dây cắp của nó ngắn quá. Là vẫn chưa đến. Tốt xem à, thiên thiên mày cắp xuống nữa. Má thợ tốt xem cái đấy chứ. Rồi. Ấy mà lâu chứ chớ mà. Ngô khùng lét mạc chứ mà chứ chớ khiến mà. Mạc chứ mà lâu ổn ấy. Đúng chứ ơ. Lắp cái này lắp được một buổi sáng chưa? Anh Phong chú Toán. Buổi đấy. Buổi sáng này. Một buổi nhà đấy. Nhà cho nó đi xuống dưới nó kệ nó. Cho nó tí về nối. Đấy. Phải hôm nay cần quân tâm khoảng hà sóc vong tao phải tao có hiền mấy cái sân sái tao ẩn đi chú buổi sáng hôm nay này eo tao phước nó phải thế này tao vẫn lưu và đuối và phi ấy dù sư nhưng chán này la hay mà thúi nồng cao eo tao vẫn khọt nọc khọt dù àm khọt đâu chứ con thôi nghỉ đi về làm bát cơm đấy. Thế các chú là vẫn chưa ăn cơm nữa à? Làm từ sáng rồi á. Thế là bây giờ là gọi là xong rồi chứ là thiếu dây cáp thôi đúng không? Này chắc là nếu mà tời thì độ tầm là 2-3 tiếng là tời hết nhỉ? Không đến nữa à. Nhưng mà cháu thấy là cái mấy cái bao này để lâu quá nó cũng bị bục bục một tí đấy. Các chú ở nghỉ uống nước à? Hả? Tời xuống luôn á? Cháu cháu vừa mới cơm xong rồi, không các chú ngồi nghỉ uống nước nè, để một uống một chai thì một chai để chiêu. Ủa nhưng mà vừa nãy không cơm cái cốc ấy, để vừa cắm cốc mà nó ảo đúng. Mẹ, chú đây câu, thế cháu để đây nhá, giấu ở đây trong tí để chiêu uống. Cái vùng của mình nó đói rồi. Mấy anh thợ là làm từ sáng đến giờ là vẫn chưa ăn cơm các bác ạ. Bây giờ thì tầm độ là 12 giờ rồi. Cố làm xong rồi thì mới về ăn cơm được. Thế bây giờ lắp xong thì chắc là một tí nữa các cô về nó là chỉ có việc tời thôi, là chắc là có khi là tối nay vận chuyển hết rồi đấy. Thế từ 10 mét á? Cáp này mình mua trên xá có không? Có. Nhà cháu ở trên này có. À. Máy
chỉ mong khó lòng lấy sọc cho tỏ máy. Làm tay có chú. Lấy sọc cho tỏ máy nữa lấy. Thôi các chú về ăn cơm đi, chó vừa ăn xong rồi. Chó. Chó ăn xong mới xuống rồi. Hai ông cháu ở dưới nhà kia không anh? Không có. Ôi, để ông có phen to kia nó nắng ấy. Có phen. Có phen nắng, em có chức điểm không? Thôi à, em có khỏi dung phải tao chứ. Thỉnh sáng ngô có một liền nắng thảo em phải tao mà. Xin một phân. Mới phen nữa. Sắn vào có chồng tao cuốn rồi. Sắt này anh không chưa cắt ra à? Để cả cuộn này á. Sáng đâu anh cắt rồi mà. Đoạn kia cắt mới cuốn được chứ. Thấy cho thấy nhìn thấy trùng trùng đấy chú. Nhưng mà lúc nãy thả cái bao kia xuống nó không không trùng, nó cũng không tới. Mày thì mới về còn chỉ lấy chưa mày tập nào. Nếu mà nó tầm khoảng 10 mét nó tới đến bên kia rồi. Là đi xuống cái chỗ bụi tre kia đúng không? Ừ. Mình đi xuống chỗ đấy thì khỏi phải chuyển nữa. À hôm nọ chú bảo là lấy sắt sáu trước để mà để làm cái dây đúng không? Ừ. Dây dứ đúng không? Nếu mà hôm nọ đi vào cái cây cỏ đỏ đỏ kia. Cái cỏ đỏ đỏ kia thì nó tới rồi. Nó đi thẳng từ đây xuống thì tới. Cái này bây giờ là đến đến nhà chưa hay là nó vẫn còn đang ở đằng sau cái bụi tre đâu? Thả từ đấy đến nền nhà luôn đấy. Thả đến nhà. Ừ. Các chú thả gạch thả từ từ tí nhá, thả nhiều quá mấy nữa nó nát đấy. Nếu mà xếp được thì đi để chỗ đấy nó lấy kéo xuống chứ. Vâng. Thì cứ bỏ đấy một đống, lấy đống nào thì bao nào thì cứ kéo xuống. Vâng. Cái này tôi cả bao đi luôn chứ này. Ừ, cả bao luôn. Thì về ăn cơm đây. Và các chú về ăn cơm đi. Bụng nó đói à. Cháu ở đây đợi à. Đợi nhau đi uống luôn. Chắc là 1 giờ chú lại cũng về mà. Đúng không? Tầm 1 giờ. Đi đi. Tới cái xe đi uống nước ha. Đây làm gì? Ui. Ông không ở nhà. Ông không ở nhà anh. Thôi bây giờ thì mấy anh em thợ đã đi về nhà ăn cơm đã cô bác ạ. Buổi sáng này mấy anh em thợ có thiết kế cái để mà tời xuống kia thì từ đây xuống sẽ không phải dùng vác nữa. Đấy, thưa các bác, hiện tại thì mấy em thợ là nghỉ chưa xong rồi các bác ạ. Bây giờ thì ta tiếp tục là cái công việc mà tời gạch đi xuống cái kia. Sáng nay thì là mấy em thợ có đi mua thêm là cái tời. Alo. Phanh. Cắt bóng điện sơ bây giờ chứ không ạ? Đây cắp này, máy tôm cân nó ở nó. Đây đấy ạ. Bỏ bật bật thế mà liệu máy rau mày giờ cho bắt đám tết thì phen phen nó kèm đám lấy thì kẹt thế nào sao cao kẹt thế nào thế bây giờ thì vẫn đang quá trình gọi là thử nghiệm thôi các bác ạ, vẫn chưa đi vào vận hành đâu, chắc là độ chỉnh sửa tầm 1 tiếng nữa thì mấy chân chu được. Cái máy này là mua ở từ dưới huyện lên là anh Phong. Cái máy này nếu mà để tời thì nó tời được tầm độ bao nhiêu cân? Máy này là tời là 1 tạ. 1 tạ đấy. Mấy hầm này thùng này. Giờ có gì mà quá mà bạc này ngàn éo. Mà vắt thêm là thêm máy tôi phát lên nữa đó. Để máy phát này. Giờ mới chìm lên nó khúc tàu này. Mới lắp phát cả. Ui. Mới cao máy này. Máy này đi với thu phủ này. Bộ đi với chai gì đó, đi chai chứ. Đây. Quấn nó hả nhá.
mà thái mày mày tới không nào, mà thái mày mà. Một từ yêu. Đấy, thưa các bác, vừa rồi thì sau cái thời gian mà mấy anh em thợ sửa chữa lại của bác thì hiện tại thì đá tời được xuống rồi. Bây giờ thì tời bao này là bao thứ hai. Đấy, nếu mà dùng tời từ đây xuống thì mấy anh em thợ cũng đỡ vớt hơn một phần nào. Ừ, móc như thế này anh. May là mấy cái thửa ruộng ở dưới kia thì là bà con là người ta cũng gạt ra đây cô bác ạ. Phát rồi. Dây lưới trùng à? Ai lên máy này làm chung cho này xuống nào? Alo, phải à? Đã nè. Ôi. Thúi con bây giờ vào vào trong trong á, trong á đây rồi. Thấy thấy chưa chú? Chưa. Chưa.
từ từ nhé, từ từ, từ từ. Anh xuống nhé, đấy. Vâng. Cái này nó bị cong rồi. Quấn. Ngồi, 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 ngồi trên trên cây thôi. Kéo đi. Ồ. Cái tép biển mà không chứ mấy. Từ từ nó vào đến nước lại tàu à? Vào tới cuốn lại tàu. Hôm qua bảo hôm trước bảo có người bảo chuyển đồng cát này đi xuống đấy 3 triệu hả chú? Chuyển nó quay thì đi xuống dưới đây cũng không phải là không đơn giản đâu, trên kia lấy xe máy để mà chở xuống đấy. Thôi anh em mình làm tí nhỉ, cho nó ra một vui tí. Làm cái nào nữa chú? Này. Đâu? Cái quay như kiểu vòng tròn á. À, xỏ cái đâu nhỉ? Đây. Từ từ, từ chú ơi, cho mình. Rút ra đi, chú ơi, mắc. Rồi. Ô, từ từ đã. Anh này nhanh quá, bỏ xuống đó. Từ từ xuống. Rồi. Để ý. Rồi, bây giờ rút ra đi. Ô, cái này đi sai rồi. Đâu? Cày cái dây này đi lên trên một tí. Thôi nó gần góc cây kia. Mơ sao mơ dưa hoa tứ. Ừ. Bắn. Từ từ chú ơi, của cháu bị kẹp lên. Mà trèo nữa mà, trèo nữa mà. Chú về một tí nữa, cháu mới... Chưa được. Chưa được đâu của cháu ơi. Lấy cái bé đi. Rồi. Tốt xeo thân một xeo thân. Xếp tăng rồi. Ê chú. Cho nó chạy. Thôi chạy á. Ê ê. Chú à, chú chui thân bài cho chú ấy. Đừng đấy, tóc phải hiếm à. Mạng phải đất đấy. Ồ, em đi phải tờ khẩu tôi cần. Chị sân sân à. Chị có sân à sân thì tao khẩn em thẳng lên đi chú. Còn sau khi chị sân tốt tao khẩn. Cái chuôi cái khẩn eo hay chú eo hay mà này còn chuôi. Mà bạn nó chỉ vóng hiểu hơ nó càng nữa. Càng cái nó bị bệnh. Nó tôi giật thêm nó. Cô cháu chưa được đâu. Thì từ của cháu một tí nữa. Một tí nữa thôi chú. Không vào ấy. Đây giữ tạm được rồi. À, xèo cái này bạn. Đấy đây sò đè như thế luôn đi. Hả? Đè như thế á? Ừ, đấy. Một vòng này mấy. Hả? Thấy bản vòng làm sao cái đèn nó ôn chứ mấy. Đây có đèn. Em xem coi xem bữa này này. Bữa rồi, ô rồi mà nên đã thấy bản tiền tròn lắm ạ, chứ cháu tròn rồi. Lấy áo tôi căng, áo tôi phần này chứ lưng. Mà nào xem tướng tâm mà tốt, xem này hết xuống à? Nó bắn vô cái mồ. Nhìn chung này mấy.
Đây, thưa các bác, vừa rồi thì là cùng với lại là đội thợ với các cô là sửa lại thêm máy tơi. Bây giờ thì mới bắt đầu là tiếp tục là tơi đi các bác ạ. Có vẻ là cái dây sắt ở trên cả là chưa có được cao lắm các bác ạ. Ủa khát không ấy? Có vẻ là chuyến này đi đi bon hơn một chút rồi các bác. Tại quả thật là cái nào mà cũng vừa mới lắp ghép ấy, cho nên là nó sẽ vẫn còn nhiều cái để mà còn sửa thì mới vận chuyển hết cái đóng gạch này đi xuống dưới nữa. Đây là không chỉ tời gạch nữa đâu mà còn mấy đứa còn tời cả xi nữa. Kiểu lắng trước nó hốc ấy hốc xuống ấy hốc nó còn xương đố mà kia mà kia vậy mà chắc chắc là nó tươi khỏe còn nửa đấy mới tươi là ba mình nó nổ long nó như hốc chè tiên nửa đấy nó thẳng. Còn thì đúng không? Tôm này đi, em tưởng hay lắm. Mì đào này ít phải bán chiếu. Ở tít đầu ở dưới kia thì có anh Phòng là anh ấy đang ở dưới kia để mà đỡ gạch cho các bác ạ. Thế mà mấy chuyến thì tôi lực sẽ đi ra xuống ghế để mà xem. À khấn nữa, khấn nữa. Cái bạn nhỏ này thì là ở trong mũi là có đỉa thằng các bác này. Thằng tao lấy cắt cả. Bố đâu? Hả? Cắt cả lên đi. Ô trời. Phải hôm nay thì là ông sò là không ở nhà các bác. Này mẹ quyết là đun cả nước chè lên cho mấy anh em để uống nữa. Hôm nay nhà chị gạt hả chị? Hôm nay nhà chị gạt một tí, phơi một tí trời nắng. À gạt ở cái phần gì ngoài kia à? Chưa chín mấy. Này thì chị tuốt luôn chưa hay là chỉ gặt để phơi đấy? Để phơi tối chỉ tuốt rồi. Tối lại mới gom lại tuốt hả chị? Hơi tù nào? Mọc bắt túng điểm đây rồi. Ở bài ít thì mong mà lao lao. Sạt àm long cái răng khèn răng má thằng hôm nay má thằng một tháng công an. Cái này mình chơi thằng tay này chứ ta. Hãy chọn với bạn. Làm biết nấu cơm á. Cái này mới trong nhà biết nấu cơm mới chứ. Thôi rồi em mà gạch ú bổ. Cái đó mà cho con năng mà. Đi đâu mà chết bà luôn mà tôi con phải xuống ấy mà. Chẳng chết bà tôi tính thế nào.
hết năm mươi tới nó đắng từ chú nhau nữa này lên tôi tóc ta mô à mà xin sẽ là nó à sẽ là làm nó mà đậm nó thịt cái đậm nó thịt à mà đâu ho đấy hả cây đầu đậu cây cô lại hận đó nó thâu àm con đấy nữa đèn nó ngọt đèn băng ấy đèn băng cây luôn nấu cơm thì xin ở luôn bãi bãi tây ngay được khâu vô ẩu thấy hận sủi á chị đó hận cái cho cắm à lít 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 khâu à Không. Thưa các bác, hiện tại thì là mấy anh em thợ là có số người là vẫn đang ở trên kia để mà coi như là buộc cái bao tải và xem là chỉnh sửa thêm và thật ra thì mới cái hôm mới buổi đầu mà làm các bác thì nó sẽ có thêm là nhiều cái nó bị vướng mắc một chút, có lẽ là thêm ngày mai nữa anh em thợ sẽ làm là bon hơn. Hôm nay thì mấy anh em thợ là cũng đã làm từ cả sáng rồi. Hiện tại thì đâu đó là tầm 4 giờ rồi các bác nhé. Hiện tại thì đâu đó là tầm 4 giờ chiều rồi. Và đến bây giờ thì mấy anh em thợ là lai đã vận chuyển từ trên kia xuống là độ tầm được là 3 đến 4 bao rồi. Bởi vì buổi sáng nay thì mấy anh em thợ là thiết kế rồi. Đây, có thể là có những hôm thì công việc nó nhanh hơn thì cháu Lực sẽ ghi hình được là tầm độ là 2 đến 3 cái thước phim. Nhưng mà có hôm thì cháu Lực chỉ ghi hình được là một thước phim thôi. Anh Phòng thì có vẻ là ngồi đây là muỗi cắn hơi nhiều rồi nhỉ? À? Đấy, anh thì chơi cả một ống đĩa ở đây này. Thế kia sắp một bao xuống rồi nhỉ? Nhưng mà không phải đến lúc ở trên thì buộc nó là thuộc dạng là nó không chết đâu, kéo cũng được nhưng mà đến trôi thế này này. Đến đây là không thể kéo được. Nó nặng quá ấy. Thế này là anh buộc vào cây gì ấy? Anh buộc vào cây vầu. Cây vầu này còn cong cả đi mà. À. Đầu trên thì nó hơi thấp một chút. Đấy kìa, ủa. Cả tốc độ nó đi thì rất là nhanh đấy các bạn, tốc độ của nó ấy. Nếu mà cứ bon bon như thế này thì đâu độ chắc là nhanh, hết nhanh rồi nhờ. Đi sâu quá rồi, kéo lên tí nhá. Anh được kéo bắt đầu ra thế nào? Gạch thả này xuống này có bị vỡ không đấy anh? Anh phải cẩn thận gạch một chút nhé, không bị vỡ nhiều quá thì hỏng nhiều lắm ấy. Thực sự ra trong lúc mà vận chuyển gạch với các bác để mà nói là gạch không vỡ bên nào thì chắc chắn là không có cả. Tại dưới này thì nó toàn là đất thôi cho nên là thả gạch này nó cũng không bị sao cả, không bị ảnh hưởng gì cả. Mấy cái bao phải cắt này thì là buộc nó chắc quá thành ra là không thể cởi ra được. Hôm nay thì ông Sò với lại Mạnh thì không có ở nhà các bác ạ.
trước kia mà chưa làm nhà đấy là ông có lên trên là nhận để đắp bờ ấy, thành ra là bây giờ có ruộng người ta có nước ấy thì cứ có một đến hai thửa là người ta lại phải gọi đi rồi. Đây, nhân lúc mà ông có ở nhà này thì là mẹ Khuyết, như các bác cũng vừa các bác cũng nhìn thấy rồi, là cũng đun nước lên để cho mấy anh em thợ để uống. Phát lên luôn à anh? Từ đây lên đến trên kia chắc độ tầm là 10 giây thôi nhỉ? Vâng. Đây kiểu là hôm đầu mình lắp ấy, thành ra là nó cũng nhiều cái nó chưa được suôn sẻ. Cái đấy là đất rồi, nếu mà nó rơi nó có nhiều quá. À dưới kia là vẫn có mấy bao dưới kia à? Vậy anh với lại là thêm là mấy anh em thợ làm sao mà để gạch nó không bị vỡ nhiều là được, bị vỡ nhiều. Công việc của mấy anh em thợ là buổi sáng nay là lắp máy tời, đến buổi chiều này thì mới đi vào và thực gọi là tời một chút cô bác đấy. Tuy nhiên thì là vẫn chưa có được bon mấy cô bác. Thế có lẽ là cái nội dung này thì cũng khá là dài rồi, nội dung video ấy. Cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Có vẻ ông sò là lên trên sao rồi? Có phải không? Cái ông cầm gậy ấy, không phải đâu nhỉ? Vâng. Đấy thì vừa rồi em nói trong quá trình vận chuyển gạch như này thì là để mà tránh khỏi là nó bị vỡ một hai viên thì không nói, nhưng mà làm sao mà anh với lại các chú kia làm sao mà vận chuyển gạch thì nó không bị vỡ nhiều cho em, cho em đấy nhá. Vâng. Thế có lẽ là anh thả xuống đây chứ không vỡ máy đâu. Vâng. Vỡ nhưng mà chút thì nó cũng không đáng kể đấy. Vâng. Đây có lẽ là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Anh gửi một lời chào tới các bác này. Hai chào các ông bà nhé. Đấy, ở trên kia thì hiện tại là đang thêm một bao nó xuống đấy các bác này. Trong gọi là đi thì cái tời đi rất là nhanh. Nhìn bằng mắt thường thì có vẻ như là nó nhìn đi chậm, nhưng mà nhìn thấy cái máy chạy là chạy nhanh lắm. 231 à? 23 luôn đấy kìa. Chỗ trên kia là nó bị thấp quá, thành ra là nó cứ bị mắc ở mấy cái thửa nương kìa. Nó thấp quá thì chắc là mai phải lắp lên trên cao lên để cho nó không bị mắc nhiều quá. Mắc thì bây giờ bao nó đành lặn, nó bị mắc lên mấy lần nữa kia là nó lại hỏng rồi. Lại bác kìa. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc
rừng này các bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này các bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang các bác.